Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Phôn Vi. Thì trong video lần trước thì mình có quay một cái cảnh toàn cảnh cái hệ thống aquaponics của mình. Thì có một số bạn có nhắn tin hỏi mình là cái muốn xem cái hệ thống lọc của mình nó cụ thể nó như thế nào. Thì ngày hôm nay mình tranh thủ thứ bảy chủ nhật mình sẽ quay cái hệ bộ lọc thô của mình cho các bạn xem. Đây các bạn quan sát nha. Cái bộ lọc thô của mình thì gồm có hai bộ lọc thô. Đây cái bộ nước từ bể cá ra đây. Đây là cái lọc thô thứ nhất. Đây. Đây ạ, cái bể lọc này là bể thô thứ nhất. Và bên này là cái bộ lọc thô thứ hai. Bộ lọc thô thứ nhất thì nó gồm có một bể hình tròn có thể tích là 1 mét khối. Đấy, bên trong này như thế nào đấy. Đây các bạn xem đấy. Bên trong thì mình có tự chế ra làm các bánh răng kiểu răng cưa này, để có tác dụng là nó sẽ hạn chế cái tốc độ chảy của cái từ cái nước từ bể cá ra đấy, sẽ làm khả năng giữ lại phân nó tốt hơn. Đây các bạn quan sát đây. Đó. Đây nước sẽ chảy qua các rãnh răng cưa này đây. Nó sẽ làm giảm lưu tốc của nó đi. Đó. Đơn giản như vậy đấy ạ. Thế còn chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua một cái bể lọc thô thứ hai. Đây, đây là cái bể lọc thô của mình đây. Đây nước sẽ đi từ bể lọc thô nhất. Mình mắc nối tiếp đây. Có một lỗ thở đây. Sang cái bể lọc thô thứ hai. Đây mình mở sẵn rồi. Bể lọc thô thứ hai này là mình có làm theo kiểu là xoáy. Ly tâm đấy, lọc ly tâm. Đó, đây là ống phun nước ở giữa của mình đây. Đó, sang bên kia là cái bể lọc vi sinh của mình. Đó, có hai bể kia. Đó. Cái bể lọc thô thứ hai này thì mình có dung tích là 700 lít. Còn bể đầu này là mình có một thể tích là 1 khối. Mình đang hiện nay đang chạy cho 3 bể cá. Và cái này khả năng giữ lại cặn phân nó rất tốt ạ. Vâng. Thế thôi, mình xin giới thiệu các bạn như vậy. Hy vọng là những video này có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.